Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bát Nhã Phật Tánh. Bát Nhã là Phật Tánh, Phật Tánh là Bát Nhã. Nói Đại Bát Nhã là nói Đại Phật Tánh. Nói Đại Phật Tánh tức là nói Đại Bát Nhã. Danh từ tuy không đồng nhưng ý nghĩa lại giống nhau. Tại sao nói thế? Bởi vì Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ là đại giác ngộ. Nếu quý vị có thể đạt được đại giác ngộ, tức là quý vị có trí tuệ. Nếu quý vị không được đại giác ngộ, tức quý vị không có trí tuệ. Đại giác ngộ là đại Phật tánh. Phật là tiếng Phạn, dịch ra là giác, là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Cho nên nói Phật tánh là Bát Nhã. Bát Nhã có ba loại là văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Tôi giải thích sơ lược như sau. Một, văn tự Bát Nhã. Đây không phải là loại văn tự Bát Nhã được giảng dạy trong các trường học thế gian, mà là văn tự Bát Nhã xuất thế gian, khiến cho quý vị phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, đắc quả Bồ Đề, và cũng tức là văn tự Bát Nhã trong kinh điển. Hai, quán chiếu Bát Nhã. Từ văn tự Bát Nhã sẽ sanh khởi quán chiếu Bát Nhã. Ví như khi quý vị đọc kinh văn, đối với bốn chữ như thị ngã văn, tôi nghe như vậy, bèn thắc mắc rằng, như thị là gì? Ngã văn là gì? Thế là quý vị sanh tâm quán chiếu, xem xét rõ ràng. Sau khi đọc như thị ngã văn, quý vị bèn lấy lời văn để tìm nghĩa, tìm ý tứ trong đấy, đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. 3. Thật tướng Bát Nhã. Tức là khi đã có quán chiếu Bát Nhã, quý vị sẽ biết được như thị này là bổn thể của Pháp, và ngã văn nghĩa là tôi nghe được đạo lý bổn thể của Pháp. Đây là do quý vị quán chiếu mà đạt được thật tướng, và nhận biết Pháp thể là như thị. Pháp thể là bổn không, bổn không tức là thật tướng Bát Nhã. Những ai đã rõ ba loại Bát Nhã này cũng sẽ biết được tam nhân Phật tánh. Tam nhân Phật tánh là duyên nhân Phật tánh, liễu nhân Phật tánh và chánh nhân Phật tánh. Một, văn tự Bát Nhã là duyên nhân Phật tánh, dùng văn tự làm trợ duyên, giúp quý vị biết được ba loại Phật tánh này, cũng biết được Phật tánh là Bát Nhã, mà Bát Nhã tức là Phật tánh. Do những đó, quý vị sẽ khai triển công đức và thiền căn để đạt được thật tướng. Hai, quán chiếu Bát Nhã là liễu nhân Phật tánh. Ví như ngọn đèn chiếu sáng căn phòng, để quý vị thấy biết được trong phòng đang có những vật gì. Chẳng hạn như trong phòng có bộ kinh Hoa Nghiêm, có tượng Phật, có bàn thờ Phật, lại có danh hiệu của 88 vị Phật, quý vị đều thấy biết hết tất cả. Đó là nhờ ngọn đèn tỏa chiếu làm cho tất cả mọi vật đều được tỏ rõ. Bởi vậy chúng ta nên dùng đèn như vậy để chiếu sáng căn phòng nội tâm của chính mình. Khi có sức mạnh quán chiếu là bắt đầu phát sinh ra công năng của liễu nhân Phật tánh. Nếu quý vị không có sức mạnh của quán chiếu Bát Nhã, quý vị sẽ không biết rõ được liễu nhân Phật tánh. Quý vị cũng không biết được căn phòng nội tâm của quý vị là có Phật, có Bồ Tát đang giáo hóa chúng sanh, có bậc duyên giác đang tu hành theo pháp thập nhị nhân duyên, có thanh văn đang tu pháp tứ đế, có vô lượng chư thiên đang thọ nhận sự thù thắng diệu lạc, có vô lượng chúng sanh đang điên đảo, có vô lượng Atula đang đấu tranh, có vô lượng súc sanh đang trong cảnh sinh tử luân hồi, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, có vô lượng ngạ quỷ đang ăn trộm thức ăn, có vô lượng chúng sanh ở địa ngục đang chịu cực hình trong núi đao chảo dọc. Tất cả những cảnh giới này đều không tách rời tâm quý vị, đều cùng tương thông với tâm quý vị. Địa ngục có 18 địa ngục lớn, lại có 500 địa ngục nhỏ. Quý vị muốn đến địa ngục nào thì tùy quý vị. Nếu có sức mạnh quán chiếu Bát Nhã, quý vị sẽ hiểu rõ nhân duyên của 10 pháp giới. Một khi đã minh bạch rõ ràng rồi, đương nhiên là chúng ta nên lựa việc thiện mà làm, còn việc bất thiện thì phải bỏ. Được như vậy, chúng ta mới không bị đọa xuống địa ngục.
3. Thật tướng Bát Nhã là chánh danh Phật tánh, cũng tức là Phật tánh của đệ nhất nghĩa không. Do quán chiếu mà chúng ta đạt được chánh danh và chứng thật tướng. Làm thế nào để chúng ta có thể sanh về cảnh giới Phật? Phật là giác, tức là giác ngộ. Người có thể giác ngộ, tức là Phật. Người không thể giác ngộ là chúng sanh. Cho nên nói, một niệm giác là một niệm Phật, niệm niệm giác là niệm niệm Phật. Một niệm mê là một niệm chúng sanh, niệm niệm mê là niệm niệm chúng sanh. Thời thời giác là thời thời Phật, thời thời mê là thời thời chúng sanh. Quý vị mà biết được việc làm của mình là điên đảo thì đó là Phật, còn như quý vị không biết những việc làm của mình là điên đảo thì đó là chúng sanh. Cho nên nói, sự giới hạn của Phật và chúng sanh là giữa giác và mê. Muốn làm Phật hay làm chúng sanh là tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Làm thế nào để được sanh vào cảnh giới Bồ Tát? Nói đơn giản là người nào thường nghĩ đến sự lợi ích của chúng sanh thì người đó là Bồ Tát, còn người thường nghĩ đến lợi ích cho riêng mình thì là ma quỷ. Bồ Tát chỉ có biết đến người khác mà không biết đến mình, trong khi ma quỷ chỉ biết có mình mà không biết đến người khác. Hai thành phần này rất là trái ngược nhau. Bồ Tát biết có chúng sanh để độ, nhưng chưa đến giai đoạn không có chúng sanh để độ. Khi đến cảnh giới Phật rồi là không còn chúng sanh để độ. Vì sao? Bởi tất cả chúng sanh đã được độ hết và không còn chúng sanh nào để độ nữa, tức là có mà cũng không có tướng chúng sanh. Như Phật không chấp đến hình tướng, đó gọi là quét tất cả pháp, rời tất cả tướng. Quét tất cả pháp giống như dùng chổi quét sạch hết pháp trần tục. Rời tất cả tướng là không còn tướng gì nữa. Nếu quý vị tu theo pháp lục độ vàng hành, quý vị sẽ sanh vào cảnh giới Bồ Tát. Làm sao để được sanh vào cảnh giới duyên giác là quý vị quán thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến sanh duyên lão tử, vô minh đứng hàng đầu trong 12 pháp nhân duyên. Vô minh từ đâu đến? Là từ ba độc tham sân si mà đến. Có vô minh thời có hành thời có thức, vân vân. Nếu như chúng ta có thể tìm được cội rễ của vô minh và cắt đứt hết vô minh thì sanh tử sẽ không còn. Làm thế nào để cắt đứt nó đây? Là chúng ta cần phải tu tam vô lậu học, giới định huệ. Có như thế mới cắt đứt được cội rễ của ba độc và đem vô minh biến thành trí huệ. Khi có trí huệ rồi, chúng ta sẽ hiểu thế nào là thiện, thế nào là ác. Như vậy, tâm chúng ta sẽ được quang minh, sáng lạng và thanh tịnh. Một khi vô minh đã bị phá trừ thì pháp thân sẽ xuất hiện, đó tức là Phật bích chi. Làm thế nào để được sanh vào cảnh giới thanh văn? Quý vị nên tu pháp tứ đế, tức là tìm căn nguyên của sự khổ đau. Căn gốc của đau khổ là từ bên trong của cái thấy, cái suy nghĩ lầm lẫn, tức là kiến hoặc và tư hoặc. Bởi vậy chúng ta phải dùng 37 phẩm trợ đạo để tiêu diệt hai cái hoặc đó. Kiến hoặc có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Khi nào tiêu diệt hết hai cái hoặc đó của tam giới rồi, chúng ta mới có thể chứng được tứ quả A-la-hán, tức là bất sanh bất diệt. Trên đây là bốn pháp giới thuộc về cõi thánh. Làm thế nào để được sanh lên cõi trời? Quý vị nên tu pháp ngũ giới và thập thiện, là tu thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý. Thập thiện là thân làm ba điều lành, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng có bốn điều lành là không vọng ngữ, không ý ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt. Ý có ba điều lành là không tham, không sân, không si. Ai có được những công đức này mới được sanh lên cõi trời. Nhưng họ chỉ được sanh vào cõi trời địa cư thiên, tức là trời tứ thiên vương và trời đau lợi, chứ không thể sanh đến không cư thiên, là những cõi như trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha quá, trời tha quá tự tại. Trừ phi những người có công phu tu thiền định, họ mới có thể từng bước thăng tiến cao hơn. Từ 18 cõi trời sắc giới sanh lên đến trời phi tưởng, phi tưởng của vô sắc giới, thì đó là cõi trời tối cao của 28 cõi trời trong tam giới. Nhưng nếu tiếp tục tinh tấn tu tập thiền định, họ sẽ vượt qua khỏi tam giới
thoát ly phần đoạn sanh tử và chứng đắc quả vị A-la-hán. Làm thế nào để được sanh vào cõi người? Nếu quý vị có thể chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tức là đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, thì quý vị sẽ không bị mất thân người. Người nào kiếp trước tu hành đầy đủ cả phước lẫn huệ thì sẽ được sanh vào nhà phú quý, mọi việc đều thuận lợi, thêm mạnh khỏe, lại sống lâu và được tướng hảo trang nghiêm. Còn nếu những ai kiếp trước không tu phước huệ thì sẽ sanh vào cảnh bần cùng, cả đời lận đận, nhiều bệnh tật, chết yểu, màu lại xấu. Đó đều là do luật nhân quả, là định luật bất biến không thay đổi. Làm lành thì được phước báo, làm ác thì bị ác báo. Có người bởi kiếp trước không tu cho nên đời nay phải chịu khổ. Nếu như họ lại không tu thì đời sau còn không được như đời nay. Nếu như họ phát nguyện tu hành, nhất định kiếp sau của họ sẽ tốt hơn kiếp này. Có người nhân vì kiếp trước tu hành cho nên kiếp này họ gặp mọi việc đều thuận lợi. Như quả kiếp này họ lại tu hành tiếp, nhất định kiếp sau của họ còn tốt hơn, thuận lợi hơn kiếp này. Nếu họ không tu hành, nhất định kiếp sau của họ tuyệt đối không bằng kiếp này. Đạo lý này rất đơn giản, ai ai cũng có thể hiểu rõ được. Đời sau gặp thuận hay nghịch cảnh hoàn toàn đều do quý vị tự quyết định. Phật Bồ Tát có muốn giúp, giúp cũng không nổi việc này đâu. Làm thế nào để không bị sanh vào bốn cõi ác thú? Nếu quý vị không còn tâm đấu tranh, quý vị sẽ đoạn tuyệt được sự ra vào cảnh giới Atula. Nếu quý vị không tham thì sẽ đoạn tuyệt sự qua lại với cảnh giới súc sanh. Nếu quý vị không sân hận thì sẽ đoạn tuyệt sự tới lui với cảnh giới cà quỷ. Nếu quý vị không si, quý vị sẽ đoạn tuyệt không ra vào cảnh giới địa ngục. Trên đây là sáu pháp giới của cõi phạm. Mười pháp giới là mười con đường do chính quý vị tự lựa chọn. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, chỉ là xem quý vị có trí huệ bát nhã hay không. Người có trí huệ bát nhã là người biết tạo các việc lành và tiêu trừ các ác nghiệp. Người không có trí huệ bát nhã là người sẽ gieo nhiều việc ác và làm tiêu mất hạt giống thiện nghiệp. Ai ai cũng có trí huệ bát nhã, chỉ xem quý vị có biết dùng nó hay không mà thôi. Nếu quý vị biết vận dụng bát nhã này, nó sẽ chiếu sáng khắp cả pháp giới. Nếu như không biết vận dụng trí huệ bát nhã, quý vị sẽ không thể nào nhận biết rằng xưa nay mười pháp giới vốn sẵn có ở trong tâm ta. Giảng ngày 17 tháng 10 năm 1980. Ha ha ha,